đấy, cây sung của nghệ nhân Tuấn Đặng này. nghệ nhân Tuấn Đặng đến từ Thanh Oai đây, nhưng mà đang có một vườn rất là rộng ở Hà Nội. Cái chỗ này mà rộng vừa cao vừa rộng. Tối nay là được bữa anh em này, bữa anh em lá này là lá xịn này, ăn chuẩn đấy, ăn giòn luôn đấy. Sung và cáo các bác vào đây tỉa ra những cây sung này. Cái sung khủng này, cái sung cực kỳ nhiều tiền này đây. Cái sung mà mất bao nhiêu tâm sức để được nó lên đây đây. Đấy. Cái cây này mà em nhìn thấy nó, cái cây này với lại anh nó cũng giống giống nhau anh. Thật đấy. Rất to khỏe, vững chãi. Dăm dày. Quả kiếp. Thân bệ đúng bệ biết như thớt chặt thịt gà ở phía đằng kia kìa. Mới quay rồi lấy nắng. Mai anh em lên để tỉa răm cái cây này cho nó nhìn cho nó mướt mắt tí. Chuẩn bị chơi cho nó sâu. Giờ mới được một rổ này rồi. Quên mất là không quay video, bây giờ quay lại để các bác Bắc Nam cùng chiêm ngưỡng cái cây này. Nó là một cây sung rất là quý. Hoàn toàn cắt giật, thân bệ rất vững chãi, cây cảnh rất chuẩn chỉnh. Bây giờ cắt nốt rồi tí nữa quay cho nó tiện, bây giờ không có tay mà quay. Đấy, gọi là vườn của anh Tuấn đấy bây giờ. Đấy, nhìn đi. Hãy cứ alo đi. Đấy thì nói vui với các bác đây là vườn anh Tuấn tí thôi, nhưng mà thực tế là cái ban công này. Đấy, ban công khá là cao rồi. Và vì sao mà lại gọi cái cây này là có cái bệ chặt thịt gà thì thực tế là cái bệ ở đây, bệ cái sung đây, cái sung đây. Đấy, cái bệ cái sung. Và có một ông ui giời, có một hòn đá mà cũng khá nghệ thuật để có công cụ đây. Và anh đi thay một cái chậu này vào, đi kiếm mãi mới được cái chậu thì cũng chẳng có cái chậu nào hợp hơn cái chậu này, dùng cái chậu này. Đấy, vấn đề là từ bây giờ tôi đi từ cốt cán của con này từ bệ rễ lên các bác nhé, thì cây này nó hội đủ rất nhiều yếu tố, thứ nhất là chân bệ, thứ hai là thân thế, thứ ba là chi dăm và quả. Đấy thì cây này nó là một cây hoàn thiện, là một cây sung hoàn thiện, và chưa bao giờ tôi thấy một cái cây sung mà dăm đẹp như này, dăm dày và đẹp như này, và hoàn toàn cắt giật từ gốc lên đến ngọn rất chùn rụt, rất tự nhiên các bác nhé. Đây các bác, đầu tiên là bệ, nó hơi nặng không xoay được, mà đứng phía kia không đứng được, chân bệ rất đẹp. Đầu tiên là chân bệ. Đây này, bệ nó bệt như thớt chặt thịt gà. Kiểu này nó hõm hõm là do cái kiểu như cái ngực của nó vươn ra đấy, chứ không thực tế là ông cũng có bệ ở dưới, nhưng mà không cần thiết lắm. Đấy, nó là một cái tự nhiên rồi. Cái tự nhiên. Và nó rất là bonsai, rất là thiên nhiên, vì là tay cành của nó rất là tự nhiên. Đầu tiên là giật ngay chi thứ nhất đây. Đây, ngay thân đi đây. Các bác nhìn là không có cái vết sẹo nào mà cắt để lấy chi đâu nhé, mà hoàn toàn chi là tự nhiên và chỉ cắt giật ở những cái đầu cành, chỉ cắt giật ở những đầu cành. Các bác cháu vừa mới giải quyết xong con này. Chờ cái lá mới cho nó đẹp. Đấy, cây rất là hay, rất là tự nhiên. Chi thứ nhất đây. Những cây cốt thiên nhiên, cốt tự nhiên lùn thì thường là chi tay nó rất là tự nhiên, nó không có thế thiết như các cụ ở xưa. Đấy, xong rồi giật chi thứ hai. Chi thứ hai. Dạ vâng, cây sung ạ. Chi thứ hai. Rất rụt, rất chùn rụt. Mỗi khẩu là lại cắt giật. Khẩu. Đầu tiên là chi cấp 1. Chi cấp 1. Dạ vâng, thế tài. Vâng, nó rất là lùn, to và rất là lùn. Đấy, rất thích. Và rất tự nhiên.
chứ không phải là chứ không phải là vì người ta tự nhiên người to người ta cắt phát ra, không phải, đây không hề cắt gọn mà đấy rất tự nhiên mà rất to sần sùi. Nó để những cái nắm mắt mắt này là có quả ở đây nhưng mà không để, để sạch sẽ đấy, cứ khoảng độ mấy một mẩu này lại chia một phát, một mẩu chia phát xếp rất thích đến nỗi chạm đến nỗi là chi răm chùn rụt. Vâng đúng rồi đấy, một mẩu lại chia phát cứ cấp chia phát đấy, cứ mẩu một xong đến răm rất là dày, răm rất dày nhỏ, lá nhỏ vô cùng đấy. Và cái chi thứ hai tiếp theo là cái chi thứ ba đây cũng màu khẩu mà rất ngắn, rất sumo, rất lùn đấy, rất sạch sẽ đấy. Và những cái chi tiếp theo, những cái chi tiếp theo đây chi nào cũng rất ok, cắt giật từ to chuyến nhỏ nó chia rất hợp lý, rất nhỏ dần nhìn rất là thích mắt đấy, cứ khẩu một những đầu cành hoàn toàn cắt giật, những đầu cành thì nó mới rụt dịt như này, cứ rụt dịt đấy, phần trên này cũng vậy, rằm rất dày đấy. Rằm dày nỗi mà lá nó bé tí, chưa thấy cái cây sung là lá nó bé như này. Đấy, có nghĩa là rút nhiều lần quá và răm nó chia cấp nhiều quá, lá nó bé lại, rất bé. Đấy. Lá rất bé. Quả sung nhất, quả nhiều. Quả, có quả. Đấy, và tay cành rất ngắn, rất dù gì. Thân thì rất to, rất sumo. Đấy, có nhìn ngọn giật lên đến tận trên ngọn, trên cùng nó là gốc bồ ngọn chỉ đấy, đúng kiểu gốc bồ ngọn chỉ, răm dày tu tủa mà rất là sóng, xếp lại răm rất sóng, chơi rất vui. Lá thì cái lá bé sung này, lá bé này ít lắm đấy, cây này hội rất là nhiều yếu tố đấy. Cái này cao chắc chỉ tầm 60 phân đấy. Vâng, 65 phân. Đấy. Này mà Tết mà chơi quả nó phun ở trên thì sướng lắm. Đấy. Rất dày. Vậy lá ung tùm nó dày thì sướng lắm. Nhưng mà phải rút đi, rút để chơi răm, sung mà chơi răm mới gọi là hiếm. Với sung cây răm ở hiền đấy, nhìn này. Dày chi chít mà rất là sóng, được xếp từ những cái lần làm đầu tiên là đã được xếp răm đấy, và gốc những cái đường chuyển của ngọn rất tự nhiên từ gốc đến ngọn, gốc thì rất là to, gốc bồ bè, xong rồi bắt lượn lên thì ngọn thì ngọn chỉ răm dày, rất là mê cái sung này, rất bonsai, cảm giác như một cái cây cổ thụ rất là to ở ngoài thiên nhiên này, mà mình bé nhỏ ở bên dưới gốc ấy, cổ bệ chân bệ bệt quỳ kiểu như con kỳ lân ấy, ướt ngực ra như con kỳ lân ướt ngực ra. Con này mà làm hai con như này mà trầu ở trước thềm ở nhà ấy, ôi giời, đấy, thì chấn là tốt lắm ấy, phong thủy tốt. Kiếm hai con thì gần như là không có, khó lắm, gần như không có, trừ khi là một ông cũng có hai cái cục này làm ra, nhưng mà khó lắm, gần như không có đấy. Này thì nhiều tiền lắm và hiếm, không có được cái dạng như thế này, không có, không bao giờ có. Sung nhiều nhưng được tạo được cái này. Nó chơi sung mà chơi được cả răm này, lọc lá đi nhìn vẫn sướng này. Nó là một nhà hàng rất là hiếm.
sừng sững đấy, sừng sững đón gió này, sừng sững đón gió đông này, rất khẩu một sừng sững đón gió này, chấn gió rất tốt đây đấy. Dằm chì dày con đá quá là nghệ thuật, rất bé. Đã đi thêm số cây của anh ấy. Cái cây sung nhiều quá là nghiện. Làm tiền cũng khá nhiều tiền đấy các bác nhé. Đây có con si thì si này sau tương lai này, nhưng mà sau tôi sẽ phải làm cây này. Bây giờ chưa, bây giờ thả rông đã, thả sổng đã. Nguyệt quế lá nhỏ, lá đẹp, cây lá nhỏ đẹp. Nhài như khế chua, độc vừng, con khế chua này kinh lắm, nhìn vệ dễ ghê gớm lắm, vệ dễ ghê gớm. Đấy, bung tù cái kia thì vệ dễ kinh lắm. Cần thăng sumo này, cần thăng sumo nét, cần thăng này đấy, rất khỏe, cần thăng rất khỏe, cắt giật đây, cắt giật ở cổ này đấy, cần thăng còn cây nhiều tiền. À, nói với các bác là cái sung này thì nhiều tiền lắm, đại gia chơi thì con em thì được làm nhưng mà lại không phải là đại gia đấy. Đấy, cái lộc vừng. Wow, cái lộc vừng này ra lá tốt đấy. Hôm rồi cắt cái ngọn này đi mà bây giờ nó lên được cái ngọn này, hay quá, hợp lý quá. Sau này sẽ cắt cái mẫu đi sau. Đây, xanh ông đá này, nhiều tiền lắm, tương đối nhiều tiền, hòn đá rất đẹp, xanh quê đây. Cái này cái gì? Cái rành rành bác. Cái đỉnh rành. Vâng. Rành rành ngày xưa đây, ở quê ngày xưa nhiều lắm đây. Điền bám đá này đẹp, mini nhưng mà đẹp. Cái này cái gừa đúng không? Cái xanh quá. Cái xanh. Xanh năm điền. Đấy, con rình rành này thì hôm quay ở chợ rồi. Đây là con rình rành nữa. Là một đôi. Đấy, buổi chiều nay là được một rổ này ăn em. Lá rất nhỏ thôi thì không quấn em được rồi. Lá nhỏ quá. Lá chỉ tầm bằng hai đầu ngón tay thôi các bác. Đấy, hai đầu ngón tay đấy, rút dăm cho cái sung này. Đấy. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Đoạn này quay ít quá.